Đây là app tài chính uy tín, được nhiều người dùng, có hạn mức cao và lãi suất cực kỳ. Được không đấy? Tao sợ trả vay được vì không có gì thế chấp. Không cần thế chấp, mày chỉ cần căn cước công dân và số điện thoại là có thể đăng ký được rồi. Hơn nữa nhé, thời hạn trả dài, tha hồ mà xoay sở. Thôi được rồi, để tao thử. Mà còn nữa nhé, là app chính quy, bảo mật thông tin khách hàng nên lại yên tâm sử dụng. Ơ, tao đăng ký được rồi này, lại còn nhận được tiền luôn nữa. Đấy, tao bảo mà, mày trả cái bên tín dụng đen kia đi, sau cần tiền nhá, cứ vay ở đây này. App uy tín, hạn mức cao, lãi suất thấp, an toàn, bảo mật. Tải ngay bạn ơi. Kỳ hạn và lãi suất khoản vay phụ thuộc vào kết quả xét duyệt của riêng bạn.